Yêu đời ghê mày. Chị Loan mới chụp cho bà bộ đẹp lắm. Yêu đời. Chị đã trấn bất ngờ cho bà già. Không may nó đầy bẫy. Chết rắn. Ai mới làm xong cũng bay nám hết rồi. Ừ, cái hãng này nó hãng này là hãng. Nhưng mà sau một thời gian là bị lại như cũ. Bởi người ta nói là anh chị gia hạn trong hợp đồng là kiểu tới lúc chỉ làm lần nữa là không có nám thôi chứ đó. Đâu có nói bảo hành bao lâu đâu. Đó đúng rồi. Nếu mấy nhiều người tưởng đâu là trị một lần sao kinh. Thế mụn ăn nên lần trước rồi. Cái gì vậy? Ông Milia để lao rồi. Ông em để bao lâu rồi mới đi đây? Mấy tháng em chưa đi lại. Mấy tháng rồi? Ừ. Em đang dùng cái chuyện đẩy đây đúng không? Không, nó từ liền nó là bình thường. Đẹp nhưng mà hơi đói. Mập mập xíu nữa là ngon. Nhìn nó cũng mập chứ rồi cái nổ. Xin dưỡng.
kia đó. Hết đèn chị ơi. Em không xài cây bên chị đúng không? Còi chứ không biết trời. Ghê chứ bị hư à. Nhiều khi bị đứt dai á. Đứt dai là em luôn rồi mà. Bị đứt dai thì đừng có đứt dai là đi điều khùng. Không phải, hiểu đứt dai là lãng đi điều khùng khùng á. Tỉnh thôi mệt quá nè. Trời ơi, còn hú qua tới bên kia luôn. Bị hư rồi, bị hư đi. Ừ. Con nữa nè, con mới cho đẹp đẹp xíu nè.